Emily, ôi Emily, bận chiếc áo dài vàng cam thước tha, cô đi đâu sao trông vội vã? Emily, ôi Emily, với bộ ảnh quý trên tay, đây là phố cổ từ 100 năm về trước và nhà hát lớn Hà Nội từ hồi vừa mới xây, hàng chục bưu thiếp thời quá khứ xa xăm. Nhưng để làm gì? Sao Emily không nói? Gửi người thân. Đi du lịch. Nói cho tôi đi mà. À, ra vậy. Emily và Tuấn Franz, người mẫu và nhiếp ảnh gia, thầm về ký ức qua những tấm ảnh xưa dưới mắt nghệ thuật của những người đương đại. Emily, ôi Emily xinh đẹp, là lướt tạo dáng nơi sang trọng bậc nhất thành phố. Cô sực nhớ ra, công nương Hà Lan hẳn đã từng bước qua đại lộ nơi cô đứng. Angelina Jolie hẳn đã nhấp ly cà phê mà cô đang thưởng thức. Bây giờ, cô thấy mình sáng như một minh tinh và thế giới xoay quanh một người con gái đẹp. Ô kìa Emily, lại mộng mơ giữa ban ngày, đắm mình trong không gian nghệ thuật Pháp. Cô muốn thử sức làm ca sĩ opera, hay thử diễn kịch, múa ballet, làm xiếc. Mất đâu rồi những giai điệu tinh tế, cô tự hỏi, bị át đi bởi tiếng nhạc sàn sập sình, sập sình. Emily có bất ngờ gì đâu, khi cái vẻ tĩnh lặng từ lâu đã không còn. Cũng vui mà, cái sự sôi động tràn trề sức sống giữa ồn ào cứ dừng lại mà nghe. Thấy hòa âm của tiếng cười, tiếng rao, tiếng hò, tiếng hát là thế giới hội nhập giữa 36 phố phường. Nghỉ chân chút nào Emily, bên cây cầu cổ kính vượt thời gian, mỗi vết rạn chấm rì sét mà cô thấy là biên niên sử về chiến tranh và hòa bình của người Việt bất khuất trước cam go. Đôi bạn ơi, cứ tận hưởng đi và chụp nhiều ảnh đẹp, vì đó là sự bình yên ta xứng đáng có được. Emily là Madame Mosil, kiêu sa trong bộ đầm Âu trang nhã, chân sải bước tìm về vương vấn một hòn ngọc biển đâu. Đường đồng khởi, nơi kế tiếp của hành trình, ngỡ như đại lộ Champs-Élysées, nơi nhịp sống thường lưu tụ điểm, đôi bạn chiêm ngưỡng khách sạn lâu đời nhất Sài Gòn và ghé thăm bưu điện hàng trăm năm lịch sử. Như dạo về quá khứ, cô gửi gắm chút hoài niệm ưu tư. Nhìn quanh mà xem Emily, đó là vẻ đẹp Việt Nam vượt thời gian, ghi dấu qua kiến trúc, con người và vạn vật. Ôi Emily chớ buồn, tống cừu ngân tân, một lẽ thường mà thôi. Không tốt, không xấu, chỉ là sự thay đổi. Emily ơi, hãy nhớ, phải trân quý những gì còn sót lại, để thấy chặng đường chúng ta đã đi xa, và vui mừng chào đón điều mới lạ, hân hoan tận hưởng những hạnh phúc nhỏ nhoi. Tới khi ấy ta thực sự thấu hiểu, Việt Nam xưa và nay đều đẹp đẽ vô cùng. Xiaomi.